Xin chào tất cả quý khách hàng thân mến. Chúng ta đã tiếp tục gặp nhau trên kênh của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện và vật tư Hưng Thịnh. Công ty của chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị điện dân dụng, công nghiệp, dây cáp điện và vật tư phụ trợ. Video ngày hôm nay tôi sẽ giúp quý anh chị em tìm hiểu các thông tin trên các cái cuộn dây điện của chúng ta. Ví dụ như chúng ta đang thấy đây, đây là cuộn tiếp địa đơn CU-PVC. Đây là đơn các bạn nhé, tiếp địa của chúng ta. Còn đây chúng ta, đây là dây điện đôi của chúng ta với nhãn hàng Tây Gia. Và đây cũng vậy, đây là dây đôi của chúng ta. Thì tối hôm nay tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các thông số trên cái cuộn dây này. Thì hiện tại trên thông số của một cuộn này như thế nào thì nhà sản xuất chúng ta đã in và làm rõ cho chúng ta thấy rồi. Ở đây chúng ta thấy là logo của nhãn hàng Tây Gia, Tây Gia Dragon. Và tiếp theo là tên công ty, và phía dưới là thông số của cuộn dây. Quy cách đóng gói của nhà máy, đấy là mã của sản phẩm cuộn dây của chúng ta các bạn nhé. Hiện tại cuộn dây chúng ta đang có mã là LF VCTFK, và cuộn dây này với thông số là 2 co nhân 4mm vuông. 2 co có nghĩa là cái dây này là 2 sợi, và tiết diện của mỗi lõi trong đấy là 4mm vuông. Cấu tạo của nó là CU-PVC, có nghĩa là bên trong cùng là lớp đồng, là lớp giản điện của chúng ta các bạn. Trong đó chúng ta sẽ lớp cách điện của nó. Và tiếp theo bên ngoài có nghĩa là lớp cách điện PVC, có nghĩa là cái lớp PVC màu đỏ này các bạn này. Các bạn thấy chưa? Và chiều dài nhà máy đóng gói của chúng ta, mỗi cuộn này nó là 100m. Khối lượng của nó là 15kg. Với cái tiêu chuẩn như thế này. Và ngày sản xuất là ngày mùng 5 năm 2019.